Ông Cấn Văn Khéo ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tham gia thanh niên xung phong với công tác hậu cần. Năm 1977, trở về quê hương, ông quyết định mua 2 hectare đất để xây dựng mô hình vườn ao chuồng phát triển kinh tế. Giờ đây đã hơn 70 tuổi, mô hình phát triển kinh tế của ông cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Khi được có một cái điều kiện dơn lên thì thửa, 60 năm nó có một lần, đất năm kể cách dùng đất, đất năm 55 đến giờ, năm 73 có một lần lần thứ hai. Thế là gia đình quyết tâm là đầu tư và làm cái mô hình vườn trang trại này. Ông Nguyễn Đình Hào, thanh niên xung phong tham gia mở đường Hồ Chí Minh. Đến năm 1975, ông trở về quê hương phát triển làng nghề thép truyền thống. Đến nay, cụm cơ khí của ông không những phát triển hai xưởng sản xuất, mà còn tạo điều kiện cho hàng chục lao động là con em đồng đội ngày trước có thu nhập ổn định 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Nhiều công nhân của con em, bạn bè đồng ngũ ngày xưa đến đây để mà làm, để mà không biết làm ổn định. Cho nên ở cái khung xá này là rất ít cái trường hợp của có thu nhập, mà ít trường hợp tệ nạn xã hội. Được phát động từ năm 2011, phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các cựu thanh niên xung phong. Không những vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, thể hiện tinh thần bộ đội Cụ Hồ, những cựu thanh niên xung phong còn thành lập quỹ nghĩa tình đồng đội gần 300 tỷ đồng để giúp đỡ những đồng đội còn gặp nhiều khó khăn. Đất nước chúng ta đang là mở rộng về hoạt động kinh tế xã hội với cái điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế này, thì thanh niên chúng ta tham gia như thế là tốt. Tôi chưa nói đến các phong trào của Trung ương đoàn, mà thanh niên xung phong hiện nay cũng là những điểm nhấn mà tôi thấy cần phải được phát huy. Kinh qua những năm tháng chiến trường, khi trở về địa phương tham gia lao động phát triển kinh tế, mỗi cựu thanh niên xung phong luôn nỗ lực trở thành những gương điển hình xung kích trong mọi hoạt động xã hội.